Ngọc Nữ xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang đón xem chương trình Điểm những thông tin nổi bật trong nước và quốc tế ngày 4 tháng 1 năm 2024 trên báo Tây Ninh Online. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đón xem những thông tin trong nước. Giao ban các bạn đảng và đoàn thể trung ương tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, đề xuất thượng tết trước ít nhất 20 ngày, giá xăng giảm xuống còn 21.000 đồng một lít, Ngày 4 tháng 1 tại trụ sở Trung ương Đảng, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì giao ban với các ban Đảng, bốn văn phòng, các đảng ủy, cơ quan đoàn thể ở Trung ương. Năm 2023, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thế giới, khu vực và trong nước, nhưng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta luôn đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện đồng bộ toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội 13 của Đảng đẩy mạnh công tác xây dựng trình đốn đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực, thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, chính quyền ở cơ sở có chuyển biến tích cực, hoạt động hiệu quả. Các hoạt động đối ngoại tiếp tục nâng tầm vị thế uy tín đất nước, tạo thêm cơ hội mới. Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu các cơ quan đoàn thể triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 13, chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024 các tiểu ban triển khai công tác chuẩn bị đại hội 14 của đảng triển khai thực hiện chương trình hoạt động Tết của lãnh đạo đảng và nhà nước chương trình làm việc của bộ chính trị ban bí thư năm 2024 các cơ quan toàn thể ở trung ương tăng cường trao đổi phối hợp hỗ trợ nhịp nhàng hiệu quả để mạnh cải cách hành chính ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong công tác nỗ lực phấn đấu ngay từ đầu để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 Ngày 4 tháng 1, Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ và công tác đảng năm 2024 của Kiểm toán Nhà nước đã diễn ra tại Hà Nội và kết nối với các điểm cầu Kiểm toán Nhà nước khu vực trên cả nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã tham dự hội nghị. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, kết quả kiểm toán đến ngày 15 tháng 12 năm 2023, kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý 30.245 tỷ đồng, trong đó kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước hơn 4.000 tỷ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước hơn 7.392 tỷ đồng, kiến nghị khác 18.753 tỷ đồng. Năm 2023, kiểm toán nhà nước cơ bản đã hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác với nhiều kết quả nổi bật như Lần đầu tiên ngành công khai danh sách đơn vị chưa thực hiện kết luận kiến nghị kiểm toán, số hóa các báo cáo kiểm toán gửi Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải biểu dương và đánh giá cao kết quả kiểm toán nhà nước đạt được trong năm 2023 cho rằng toàn ngành đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới toàn diện làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh năm 2024 còn nhiều khó khăn thách thức với kinh tế Việt Nam và thế giới, do đó kiểm toán nhà nước cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương để hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác đề ra. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các cấp công đoàn chủ động đề xuất với doanh nghiệp lên kế hoạch phương án trả lương thưởng trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 20 ngày. Năm 2023, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có xu hướng chưa ổn định, cùng với việc đời sống, việc làm của một bộ phận không nhỏ người lao động tiếp tục khó khăn. Do đó, các cấp công đoàn cơ sở cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc đồng hành chia sẻ khó khăn để duy trì ổn định và phát triển doanh nghiệp giữa người lao động và người sử dụng lao động, đồng thời đề xuất với doanh nghiệp xây dựng công khai phương án kế hoạch trả lương thường Tết trước ngày nghỉ Tết nguyên đáng ít nhất 20 ngày. Việc xây dựng kế hoạch phương án trả lương thường Tết phải đảm bảo quyền lợi thỏa đáng cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là đối tượng phải tăng ca, làm thêm giờ, làm việc trong dịp Tết Giáp Thình 2024. Chiều ngày 4 tháng 1, Liên Bộ Tài chính Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới, thời gian áp dụng bắt đầu từ 15 giờ. Đây cũng là phiên điều hành giá đầu tiên trong năm 2024. Cụ thể, cơ quan quản lý quyết định giảm 180 đồng một lít đối với xăng E5 RON92 xuống còn 21.006 đồng một lít, giảm 232 đồng một lít đối với xăng RON95 xuống còn 21.916 đồng một lít. Tương tự, giá dầu diesel giảm 420 đồng một lít xuống 19.368 đồng một lít, giá dầu hỏa giảm 500 đồng một lít xuống 19.957 đồng một lít. Giá dầu ma giảm 190 đồng 1 kg xuống 15.495 đồng 1 kg. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ chỉ trích lập quỹ bình ổn giá đối với dầu ma ở mức 300 đồng 1 kg, kỳ trước không trích, trong khi không trích lập và không chi quỹ bình ổn đối với các loại xăng dầu khác. Quý vị và các bạn vừa đón xem những thông tin trong nước, còn bây giờ là phần tin quốc tế nổi bật sẽ có trong ngày. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình căng thẳng trên Biển Đỏ. Nhật Bản cải tiến hệ thống phát hiện động đất sớm cho tàu cao tốc. Đức kêu gọi công dân rời khỏi Liên băng. Trải nghiệm sâu diễn của huyền thoại Elvis qua công nghệ thực tế ảo. Hôm qua tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp phiên khẩn cấp để thảo luận về những diễn biến đáng báo động trên Biển Đỏ liên quan hàng loạt vụ tấn công của các tay súng Houthi Hiện xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine đang khiến bạo lực lan rộng ra toàn khu vực. Cuộc họp nhấn mạnh các mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải có thể gây hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng đến hàng triệu người ở Yemen, khu vực và trên toàn cầu. Các cuộc tấn công nhằm vào tự do hàng hải là không thể biện binh và các bên cần kiềm chế tránh leo thang căng thẳng để không ảnh hưởng tới an ninh khu vực tự do hàng hải cũng như thương mại quốc tế và sự ổn định của chuỗi cung ứng cùng ngày trong một tuyên bố do Nhà Trắng đưa ra, liên minh gồm 12 quốc gia do Mỹ dẫn đầu nhằm bảo vệ tuyến đường thương mại qua Biển Đỏ đã phát đi thông điệp rõ ràng, yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công, đồng thời thả các tàu và thủy thủ đoàn bị giam giữ bất hợp pháp. Các nước nhấn mạnh, lực lượng Houthi sẽ phải đối mặt với những hậu quả nếu họ tiếp tục các hành động đe dọa an ninh khu vực và toàn cầu này. Thời gian gần đây, lực lượng Houthi đã tăng cường tấn công các tàu thương mại ở Biển Đỏ để phản đối cuộc xung đột Hamas Israel. Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi Tel Aviv dừng chiến dịch quân sự ở giải Gaza, cũng như sẽ đáp trả các tàu chiến Mỹ nếu Houthi trở thành mục tiêu tấn công. Công ty đường sắt Đông Nhật Bản đang cải tiến hệ thống phát hiện động đất sớm cho tàu cao tốc Shinkansen. Theo đó, tàu có thể phanh khẩn cấp hơn nữa khi có động đất xảy ra. Hệ thống này đã không ngừng được cải thiện kể từ khi lần đầu tiên được áp dụng vào năm 1982. Theo đó, công ty đường sắt đông Nhật Bản sẽ triển khai lắp đặt hệ thống mới vào tháng 3 năm 2025 trên toàn bộ 135 đoàn tàu Shinkansen Tohoku, Joetsu và Hokuriku. Hệ thống này sẽ giúp rút ngắn thời gian phản xạ giữa thời điểm phát hiện một trận động đất và vận hành hệ thống phanh khẩn cấp từ mức trung bình hiện tại là 3,9 giây xuống chỉ còn 1,3 giây. Hệ thống phanh khẩn cấp này sẽ được tự động kích hoạt khi xảy ra các trận động đất có độ lớn từ 5,5 trở lên. Hiện tại, mỗi năm, tàu cao tốc Shinkansen dừng khẩn cấp khoảng 20 lần vì các lý do liên quan động đất. Sau khi áp dụng hệ thống mới trên, tần suất dừng khẩn cấp có thể tăng thêm 4 lần mỗi năm do cải thiện độ nhạy. Trong khi đó, lo ngại trước tình hình chiến sự đang leo thang trên nhiều mặt trận ở Trung Đông xuất phát từ cuộc xung đột Hamas-Israel. Hôm qua, Đức đã kêu gọi công dân nước này nhanh chóng rời khỏi Liban cảnh báo rằng không loại trừ khả năng cuộc chiến giữa Israel và Hamas sẽ lan rộng sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở thủ đô Beirut của Liban khiến một thủ lĩnh cấp cao của Hamas thiệt mạng. Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Đức kêu gọi tất cả công dân nước này vẫn còn ở Liban đăng ký vào danh sách xử lý khủng hoảng Elephant và rời khỏi đất nước này càng sớm càng tốt. Việc Saleh al-Aruri, một trong những người sáng lập cánh quân sự của Hamas và là nhân vật thứ hai của Hamas ở Beirut, bị giết chết hôm 3 tháng 1, đang làm thêm nguy cơ bất ổn ở Trung Đông khi các nguồn tin an ninh của Hamas, Hezbollah và Liban đều đổ lỗi cho Israel về vụ ám sát này. Nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban thậm chí còn tuyên bố sẽ trả đũa Israel vì đã thực hiện vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào thành trì của người Hồi giáo CI ở miền nam Beirut. Hiện Israel chưa đưa ra tuyên bố nào về các cáo buộc và lời đe dọa trên. Với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI, nhiều việc tưởng chừng như không thể thì nay hoàn toàn có thể xảy ra. Sắp tới những người hâm mộ huyền thoại Elvis Presley nhưng chưa từng được nhìn thấy thần tượng của mình khi ông còn sống thì sẽ có cơ hội được chứng kiến ông vua dòng nhạc rock and roll biểu diễn trên sân khấu ở thủ đô London của Anh nhờ công nghệ thực tế ảo của AI. Theo công ty giải trí Lazarus, Reality, đơn vị tổ chức show diễn ảo của AI e. Elvis Presley, các fan hâm mộ sẽ có được những trải nghiệm và hóa thân để chiêm nghiệm cuộc sống cũng như sự nghiệp âm nhạc của ông hoàng nhạc rock and roll này. Các khán giả sẽ được tham gia một hành trình từ Tupelo thuộc bang Mississippi nơi Bradley sinh ra vào năm 1935 cho tới khu nhà Brayland của ông ở Memphis thuộc bang Tennessee và sau này là sân khấu lớn nhất thế giới ở thành phố Las Vegas. Để thực hiện chương trình này, công ty Leisure Realty đã ký hợp đồng với Authentic Brand Group chủ sở hữu bất động sản của Elvis Presley và xin giấy phép tiếp cận hàng nghìn bức ảnh cá nhân của Presley, công ty đã phải thực hiện các cảnh quay trong nhiều giờ để có thể tạo ra các màn biểu diễn mới của Presley nhờ công nghệ AI. Sau London, chương trình Elvis Evolution sẽ tiếp tục được tổ chức ở các thành phố khác bao gồm Las Vegas của Mỹ, Tokyo của Nhật Bản và Berlin của Đức quý vị và các bạn vừa xem xong phần điểm lại những thông tin nổi bật trong nước và quốc tế ngày hôm nay trên báo tây ninh online quý vị có thể theo dõi lại nội dung chương trình này trên trang youtube facebook và các hạ tầng khác của báo tây ninh rất vui khi nhận được sự quan tâm của quý vị và các bạn xin chào và hẹn gặp lại